Xin chào mọi người, hiện tại mình có mặt ở Đà Lạt thì cái quán bò Ba Toa cũ ở thành phố Đà Lạt rất là đông người. Mình đi 5 người nhưng mà không có bàn các bạn. Phải đợi rất là lâu mới có bàn. Bên đây 8 người không có bàn. Đứng từ nãy giờ rồi đó. Là tại vì chưa có bàn. Không biết là chị đó kêu chị vô đứng đợi. Vậy giờ sao? Wow, chắc đợi hơi về lâu á. Rất là đông luôn. Lẩu bò Ba Toa nổi tiếng nhất ở Đà Lạt này. Mọi người kêu qua sau ngồi đợi nhưng mà cũng không có chỗ để ngồi đợi nữa. Từ đầu đường đến cuối đường rất là đông. Em đi 5 người anh. Cái trong đợi ha các bạn. Ủa bên đây kêu còn bàn nè. Quán khác hả? Là mình đi bao nhiêu người? Đây 4 người đi. 5 người con em ở. Chờ lâu không chị? Chờ lâu không chị? Một xíu thôi chứ giờ phải chờ khách ra. Một xíu thôi hả? Tao đi ra vô. Nhưng mà khách ra chị nhớ cho bạn em vô nha. Một xíu là chắc cỡ nửa tiếng đó. Trời, hôm nay là cuối tuần các bạn, đông kinh hoàng. Ở đây là nhiều khách cũng đang đợi các bạn. Không có chỗ ngồi. Mình vô đây đợi đi, Quán cuối tuần là đông vậy hả chị? Còn hôm là đi ăn buổi trưa là phải nhỉ? À. Còn đi ăn buổi tối, được đó. Đi ăn buổi trưa 11 giờ trưa vô ăn là bằng khoảng mấy. Đi đồ ăn thì nó cũng nhanh. Chủ quán chia sẻ là nên đi ăn vào buổi trưa tại vì cuối tuần thì rất là đông. Cuối tuần là dường như không có chỗ ngồi các bạn. Lẩu bò Ba Toa ở đây thì mình thấy có nhiều quán ở, mà cái quán ngon nhất mà tập trung đông là ở 29 hẻm 1 Hoàng Diệu. À, ở đường Hoàng Diệu các bạn, lẩu bò Nàng Hương. Ở đây thời tiết cũng khá là mát mẻ chứ không có lạnh như mấy đợt trước. Tại vì nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang vào mùa khô hạn, rất là nắng nóng. A few moments later. Cuối cùng có bàn các bạn. Còn 3 người nữa. Bàn 5 người tụi mình vô trước. Bàn 8 người, bàn 3 người vô sau. Cái ghế chưa kịp ngồi là đã có khách mới vô ngồi. Wow. 4 người lớn, 1 trẻ nhỏ. Đông như vậy nè các bạn. Đông như chưa từng được đông. Dọn nhanh vậy mới kịp bàn được. Ở cái lẩu bò Đà Lạt thì mình chưa có thử. Nhưng mà nghe nói ở đây thì 4 lớn 1 nhỏ. Lẩu 350 hay lẩu 400 á? 350 thì nhân viên cũng phải nói nhanh vậy đó. Nói nhanh là
lẩu bò là có 350 với lại 400 các bạn. Ngoài ra còn thêm các món khác nữa như là gân hay là tai gì đó. Wow, ra đây lạnh quá. Lẩu lên rất là nhanh rồi các bạn. Vừa kêu và vừa ngồi xuống là đã có món ra rồi. Đây, ngoài đây mình coi thử nha. Wow. Wow, nhìn ngon quá, nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Nhìn cái miếng thịt bò coi nè các bạn. To. Cái miếng thịt bò nó to. Wow. Cái gì đây? Cục xương bò găng và đậu hũ rồi rau, rau cải, rau má. Có lẽ cái quán này là được nhiều khách vô nhất, là người ta bình chọn lâu đời nhất, cái quán này được chọn lâu đời, quán mở đầu tiên các bạn, nên người ta hay vô đây ăn thưởng thức cái vị cũ của nó. À, ở đây thì rau với lại ăn mì. Cái này người ta cho cái nắp đậy lại cho nó nho nhanh sôi. Các bạn thấy nha, cái bàn vừa đứng lên tính tiền vừa xong nè, là chuẩn bị sẽ có một đoàn khách vô ngồi cái bàn này lại liền. Tại vì khách chờ rất là lâu, chờ rất là nhiều. Đó, bắt đầu vô rồi nè các bạn. Bắt đầu có 2 người rồi. Bên kia cái đoàn nãy 8 người, không biết người ta có đợi hay không. Nãy cái lúc mình vô thì rất là nhiều khách vô cùng. Đây đây, người ta bắt đầu vô rồi kìa. Nên cái ghế chưa kịp nguội là đã có cái đoàn mới vô ngồi rồi. Quán rất là đông, đông kinh hoàng. Vào những ngày cuối tuần thì đông có thể đếm không hết các bạn. Wow, cái này là món gỏi nè các bạn. Gỏi chấm mắm me hả? Gỏi gỏi tai tai bò hả chị? Gỏi nhìn cũng rất là hấp dẫn. Để một lát nữa mình sẽ thưởng thức review cho các bạn. Cái này chưa sôi. Wow. Quá là hấp dẫn. Đây, cái bàn lúc nãy vừa đứng lên tính tiền xong thì khách đã vô ngồi chặt chỗ hết rồi. Trời, thời tiết ở Đà Lạt lạnh các bạn, nên nhiều người thích ăn những cái món nóng. Và nhất là cái món lẩu bò ba toa này. Lẩu bò ba toa cũ nha các bạn. Cái quán cũ, cái quán nhà gỗ này nè, là người ta hay vô, tại vì quán này ra đời đầu tiên nên có cái hương vị đặc trưng riêng nên nhiều người thích. Anh Sơn thử món này trước, anh Sơn thử món gỏi nè. Chấm với mắm mè. Chấm với mắm mè. Dạ, mắm chua ngọt. Hồi nãy nói mình nói mắm mè. Bốn chắc
Cái chén lẩu bò rất là chất lượng, cái miếng bò rất to, là miếng đậu hũ với lại một ít rau, rồi với lại một giấc mì. Lẩu cái lẩu to này mình kêu lẩu 350, nhưng mà có lẽ là 4 người ăn có lẽ là sẽ rất là no. Lẩu mà lẩu 400 ngàn thì các bạn nên ăn cái mức độ nhiều hơn, ví dụ như cả 6 người thì các bạn có thể kêu thêm mì này, hoặc là thêm một cái dĩa gỏi thì các bạn ăn 6 người được. 6 người thì 400 ngàn quá ok. Còn cái nồi này thì 350, 4 người có vẻ là ráng ăn mới hết nha, tại vì bò nó rất là to và nhiều nữa nên ăn sẽ rất là no, chưa kể uống nước nữa. A few moments later. Mình đã về hết rồi các bạn ơi. Còn cái bàn của mình cũng vừa ăn xong, sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi ăn cho hết cái nồi lẩu tại vì nó quá nhiều. Đây bây giờ sẽ có cái bill tính tiền. Lẩu là 350, gỏi là 70 và một trà đá là 10 ngàn, tổng cộng là 430 ngàn các bạn. 430 ngàn cũng khá là được ha, cũng không có quá cao. Lẩu cũng vừa ăn. 430 ngàn là 4 người ăn đủ no các bạn, và ăn là có thể là quá no luôn. Bây giờ thì quán đóng cửa rồi, hết lẩu rồi. Gần 8 giờ tối là quán hết rồi, khá là đông luôn. Rồi xin chào các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn các bạn trong những video tiếp theo.